more do we want to pay? How many more lives disrupted, maimed, or dead? How much more loss and suffering do we want to see? How much do we want peace? How do we stop war? It only stops when all of us contribute to peace in our action, speech, and thought. And of course, we have to also advise our government that peace is the only thing we want. And we do not want war at all. Because deep down in our heart, everyone just loves peace so that they can go around in their business and the actors can have peace of mind and time to entertain people. And the husband will be staying home to love his wife, and the father would be there for the children. I don't know why we ever even think of war at all. Because from all we know, since time immemorial, war has not brought much happiness or any good things to humankind. So we should have learned from the history, and we should never start the war in any case. Tôi phải làm chiến sĩ hòa bình xin hòa giải. Vì nếu em chờ tôi chờ anh, chờ nhau mãi. Rồi tóc sẽ thôi xanh, tình sẽ thành ngáng trái. Bạn sẽ thành thù, núi cao biến thành sông sâu. Ngôn ngữ con người rồi bất lực. Tại sao ta phải khóc khi ta có thể cười? Tại sao bỏ niềm vui đi tìm nỗi khổ? Hãy nắm tay nhau bay qua miền giống tổ, nhìn xuống cuộc đời cười vang vang đất trời bên hãy ôm nhau vào lòng nói lời thánh thiện, nói lời yêu thương, dựng lại thiên đường. Ngày cũ, ngày mới vào đời nhau đó, nghe em. Peace be here now.